Chị Kim Anh ơi, thì theo như hôm nay thì em đã thấy là chị đã sử dụng xong dịch vụ phun môi tại DK và hút laser ở tại DK rồi. Thì không biết là cái cảm nhận của chị khi bây giờ em đã thấy chị có một đôi môi rất là xinh rồi. Thì không biết là bây giờ cảm nhận của chị như thế nào ạ? Chị rất hài lòng. Vâng, hôm nay thì mình đã chọn cho mình màu môi gì ấy hả chị? Chị chọn đỏ cam nha. Đỏ cam ạ. Vâng, thì chị yên tâm nhá, thì với cái màu mực ở tại DK thì sau khi bong ra ấy thì mực nó sẽ rất là tự nhiên. Đó, nhìn màu môi của mình sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Và em thấy cái màu môi nó cũng rất là phù hợp với cái màu nước da của chị. Thì không biết là hôm nay sau khi sử dụng hai dịch vụ tại DK thì chị có cái điều gì muốn nhận xét về tay nghề của chuyên gia cũng như là về cái cách mà đội ngũ tư vấn của DK tiếp đón chị, chăm sóc chị không ạ? Các bạn tư vấn thì rất là chu đáo, nhiệt tình. Bạn mà làm môi cho chị, bạn cũng làm rất cẩn thận. Vâng. Trong quá trình làm thì bạn ấy cũng hướng dẫn chị rất là tỉ mỉ. Dạ, vâng. Thì chị yên tâm, vào ngày mai thì bên em, bộ phận chăm sóc khách hàng, các bạn sẽ chăm sóc chị lại và nhắc nhở, dặn dò chị lại một lần nữa, tránh trường hợp chị quên nhé chị Kim Anh nhé. Chị cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều.